Xin chào các bạn ha. Trong video ngày hôm nay thì mình tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo ra các cái video mà sử dụng cái sóng nhạc. Tức là chúng ta sẽ dựa vào một cái file âm thanh có sẵn, và sau đó chúng ta sẽ tạo ra các cái sóng nhạc nó nhảy theo cái âm thanh này. Thì cái video trước mình đã có làm một cái demo cho này, các bạn có thể xem thử trên kênh của mình. Và mình đã hướng dẫn một cái video nữa là sử dụng cái trang web là Render Rosetta để các bạn có thể tạo ra một cái video sóng nhạc mà các bạn không cần phải dùng bất cứ phần mềm nào ha. Các bạn cũng có thể tạo ra một cái video để các bạn có thể kiếm tiền trên YouTube. Thì trong cái video ngày hôm nay đó, mình tiếp tục hướng dẫn các bạn theo cái cách là không cần sử dụng phần mềm. Các bạn vẫn có thể tạo ra những cái video sóng nhạc. Thì cụ thể đó, ở đây mình sẽ dùng một cái code. Thì cái file này lát nữa mình sẽ nén lại ha, mình sẽ để trong cái phần bình luận đầu tiên, mình sẽ ghim lên trên cái video này luôn. Thì trong cái video này á, các bạn sẽ có một cái file nén này. Ở đây thì mình đã giải nén ra luôn rồi ha. Thì các bạn giải nén ra thì trong đây nó sẽ có một cái file gọi là file index ha, .html này. Các bạn có thể mở này lên. Các bạn sẽ chọn một cái file âm thanh để các bạn đưa vào trong đây. Thì nếu mà các bạn thường xuyên theo dõi cái kênh kiến thức của mình á, thì mình đã giới thiệu rất nhiều video rồi. Các bạn có thể tìm những cái bản nhạc miễn phí, hoặc là các bạn sử dụng những cái chính sách về cái bản nhạc á, để các bạn có thể kiểm tra được cái video nào các bạn được phép dùng lại, chia sẻ doanh thu hay gì đó vân vân. Thì cái video này mình làm nhanh thôi, mình sẽ lấy một cái bản nhạc trong cái kho của YouTube nè. Các bạn sẽ đăng nhập vào cái trang quản lý kênh YouTube của mình. Ở phía tay trái có mục tạo này, các bạn kích vào. Thì trong cái mục tạo này nó sẽ có hai phần, thứ nhất là thư viện âm thanh, thứ hai là chính sách âm nhạc. Chính sách âm nhạc nó sẽ nói về cái chuyện là sử dụng cái bài nào các bạn được phép, bài nào các bạn chia sẻ doanh thu, bài nào các bạn không được dùng vân vân. Thì các bạn có thể kích vào đây để kiểm ha. Cái này hôm trước mình đã nói một cái video rất kỹ về cái này rồi. Thì các bạn có thể xem lại. Cái video này thì mình chỉ nói là mình sẽ lấy một cái bài nhạc trong cái thư viện âm thanh này thôi. Mình kích vào cái thư viện âm thanh. Trong đây có rất nhiều video, nó chia theo thể loại, nó chia theo tâm trạng, nhân dân, nhạc cụ, rất nhiều thứ. Ở đây mình sẽ lấy một cái video bất kỳ để mình làm demo cho các bạn thôi. Ví dụ như một cái video nào đó, ha. Mình kiếm một cái nào ngắn ngắn thôi ha, ví dụ video này đi. 1.42 giây. Các bạn cũng có thể kích vào cái tam giác ở đây để nghe thử nè. Rồi. Thì các bạn thấy nó ghi rất là rõ là cái bản nhạc này á được sử dụng miễn phí và mình có thể kiếm tiền từ cái bản nhạc này. Các bạn thấy ha. Cái kho nhạc miễn phí của YouTube này á, các bạn được phép download về các bạn dùng thoải mái. Mà không sợ bị bắt bản quyền ha. Mình sẽ kích vào cái biểu tượng đâu xuống này nè, tải xuống đây. Mình sẽ lưu luôn trong cái folder sóng nhạc ha. Ví dụ như cái file này. Các bạn nhấn save. Mình đã có một cái file nhạc rồi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại cái file lúc nãy mình mở, cái file index nè. Bây giờ mình sẽ kích vào cái mục là chọn file. Các bạn thấy có cái nút ở đây nè. Bấm vào. Mình sẽ chọn cái file nhạc mình mới vừa đâu xuống. Cái file nhạc mình mới vừa đâu xuống là bài này. Các bạn kích vào. Sau đó các bạn bấm Open. Thì khi mà các bạn bấm Open á, thì nó sẽ tạo ra sóng nhạc luôn. Cho nên ở đây á, trước khi mà các bạn làm cái chuyện này á, thì các bạn có thể sử dụng cái phần mềm là Camtasia. Ví dụ ở đây mình có thể mở cái phần mềm Camtasia lên. Các bạn bấm vào cái nút record này để nó ghi. Tuy nhiên khi mà ghi hình á, thì các bạn nhớ là mình đừng có ghi hết cái màn hình này. Các bạn chỉ ghi cái khu vực này thôi. Trong cái khoảng này thôi. Cái khoảng này là cái khoảng mà tạo ra sóng nhạc. Cho nên các bạn sẽ quay cho đó lại. Thì khi mà mình đã quay được cái mà sóng nhạc rồi á, thì các bạn sẽ sử dụng Camtasia. Các bạn có thể chèn vào những cái ảnh nền. Để cho cái video mình nó hấp dẫn hơn. Rồi, ở đây mình sẽ bấm vào để mình chọn file luôn nha. Open.
thì các bạn sẽ quay những cái sóng nhạc này lại. Đó, các bạn thấy nè ha. Thì sau khi mà chúng ta ghi hình xong đó, thì các bạn vào trong Camtasia, các bạn có thể click phải vào cái file ghi hình, các bạn chọn Add to Timeline. Thì các bạn thấy nó sẽ đưa xuống đây. Thì cái file ghi hình của mình nó sẽ ghi luôn cái đoạn mà mình open file nè. À. Rồi, cái phần phía sau là những cái sóng nhạc thôi, các bạn thấy không? Dĩ nhiên nó có âm thanh luôn ha. Rồi. Thì các bạn lưu ý là khi mà mình quay bằng Camtasia đó, nó sẽ có hai cái file, một cái là track 1, một cái là track 2. À, cái track 1 ở dưới đây á, nó sẽ có bao gồm cả cái hình ảnh và cái âm thanh luôn. À, tuy nhiên cái âm thanh ở phía dưới trong cái track 1 này á, là cái âm thanh mà nó ghi lại cái âm thanh trên cái máy tính của bạn. À, trên máy tính của mình là sao? Ví dụ lúc nãy mình mở một cái file nhạc ở trên máy tính nó phát, thì nó sẽ nằm trong cái track 1 rồi luôn. Ha. Còn cái track thứ hai này á, nằm ở trên á, là nó sẽ thu từ cái micro mà các bạn đang nói. Ví dụ khi mà mình ghi âm bằng Camtasia đó, thì cái track 2 này là cái track thu từ micro nè. Ha. Còn cái này là những cái gì mà nó phát từ cái máy tính của mình. À, ví dụ như tiếng lứt chuột, ha, cái tiếng mở nhạc hay là cái tiếng làm gì đó nhân dân, thì nó nằm ở trong track 1 này. Cho nên cái track 2 này các bạn không cần ha, các bạn có thể lứt phải vào các bạn chọn delete, ha, các bạn xóa luôn. À, thì các bạn thấy mình lay nó vẫn có âm thanh bình thường nè. Rồi, các bạn thấy chưa? Thì mình mới phân biệt được nó có hai cái dạng âm thanh khi mà các bạn ghi âm lại. Thì bây giờ mình sẽ loại bỏ cái đoạn mà thừa ở đầu tiên này ha. Lúc mà mình open file đó, các bạn click vào cái track 1 này. À, các bạn sẽ kích vào cái biểu tượng là tách ra nè. À, các bạn xóa luôn cái đoạn này. Nhấn delete xóa luôn. Rồi, các bạn có thể lôi này lên. Cái này nó sẽ ghi hình tới cuối bài luôn. Các bạn thấy không? Ghi tới cuối luôn. Thì ở đây thì lúc nãy mình ghi chưa có hết bài ha. Một cái bài nhạc này nó tới một phút mấy lần, thì mình ở đây mình chỉ ghi tạm có mấy chục giây thôi. Rồi. À, chủ yếu là mình ghi để mình làm demo thôi ha. Thì các bạn thấy cái sóng nhạc của mình á, hiện nay nó chỉ có một cái đoạn như thế này. Do lúc nãy mình ghi hình á, mình chỉ ghi cái đoạn có sóng nhạc thôi. Đầu tiên mình sẽ loại bỏ cái ảnh nền của cái phần quay sóng nhạc này, cái màu xám này nè, mình loại bỏ nó đi. Thì mà cách loại bỏ như thế nào thì các bạn coi nha. Các bạn sẽ kích vào cái nút More. Ở đây các bạn sẽ thấy có một cái mục là Visual Effect, ha, các bạn kích vào. Ở đây nó sẽ có một cái mục là xóa một cái màu nào đó, ha, Remove Color nè. Ha. Mình có thể lôi cái biểu tượng này, thả xuống cái phần track 1 ở đây. Các bạn thấy chưa? Thì ở đây các bạn thấy nó chưa có loại bỏ được, là do cái màu mặc định á, nó sẽ nhớ cái phần mà trước đây mình dùng. Ví dụ như cái video mà trước đây mình dùng trên Camtasia mà mình chọn màu xanh, thì bây giờ nó đang hiểu là các bạn đang chọn màu đó ha. Nhưng trong video này á, là mình đang muốn loại bỏ là một cái màu xám này. Cho nên là các bạn kích vào đây. Các bạn thấy ở đây nó sẽ có một cái ống hút ha, để các bạn chọn màu, kích vào. Mình muốn loại bỏ cái màu nào đó thì các bạn kích vào ha. Thì các bạn thấy lập tức nó sẽ xóa bỏ luôn ha. Thì cái video của mình bây giờ các bạn thấy nó chỉ còn có cái sóng nhạc thế này thôi. Bây giờ thì nếu mà mình để như thế này á, thì nó sẽ hơi xấu. Ha, các bạn có thể kéo lớn lên. Kéo lớn lên. À, có thể canh lại làm sao cho nó đẹp. Ha. Có thể kéo lớn nữa. Cái này thì tùy theo cái sở thích của các bạn ha. Các bạn có thể canh làm sao đó cho nó đẹp. Ví dụ như mình canh như thế này. À, tuy nhiên để như thế này thì nó vẫn chưa đẹp. Mình sẽ chèn một cái cô nào đó vào trong đây. Ha. Ví dụ một cái cô sexy, một cái cô gì đó. Ha, đại loại là vậy. Để cho nó đẹp hơn. Thì mình có thể tìm những cái ảnh miễn phí ha, cho phép các bạn kiếm tiền. Trên cái trang là bisabay.com/vi. À, thì đây là cái trang cho phép các bạn có thể tìm những cái ảnh đẹp để các bạn có thể chèn vào trong cái video của mình. À, ví dụ mình sẽ tìm một cái cô gái nào đó ha, mình gõ chữ girl chẳng hạn ha. À, thì nó sẽ ra rất nhiều cái hình ở đây. À, các bạn có thể chọn một cái ảnh nào đó nó đẹp để các bạn đưa vào trong cái video của mình. À, ví dụ như mình chọn cái cô này chẳng hạn. Rồi. Sau đó các bạn bấm vào cái nút là tải về miễn phí này nè.
Rồi, các bạn chọn cái kích cỡ của file hình. Mình chọn là 1280853. File là JPEG 164 KB. Các bạn bấm về. Kích vào cái nút là tôi không phải là robot. Rồi, các bạn kích vào nút tải về. Mình sẽ lưu trong cái folder sóng nhạc luôn. Bấm vào đây. Sau khi mà đã có cái hình rồi đó, mình quay trở lại cái Camtasia. Mình chọn cái phần là Media. Các bạn kích vào cái dấu cộng ở đây. Các bạn chọn cái mục là Import Media. Tìm tới cái folder là sóng nhạc này. Đưa cái hình cái cô gái mà mình mới vừa download xuống ha. Các bạn bấm một bên. Kéo cái thanh trượt này về đầu nè. Rồi sau đó các bạn lướt chuột phải vào cái hình. Các bạn Add to Timeline. Rồi cái hình này thì nó kích thước thì nó lớn hơn cái HD 720. Tuy nhiên cái tỷ lệ thì nó chưa có tương ứng ha. Thì các bạn có thể kéo lên. Các bạn kéo xuống này. Rồi. Có thể chỉnh cái này lại. Cái này tùy theo các bạn thôi. Sao cho nó đẹp nha. Mình cứ để tạm thôi. Các bạn có thể thiết kế lại cái hình sao cho nó nhìn ok hơn. Cái này thì để như thế này thì nó bị khuất rồi, nó xấu. Thì cái hình này sau khi mà các bạn đưa xuống á, thì nó đang nằm trên track 2. Thì do nó đang nằm trên track 2 cho nên nó sẽ che cái track 1. Thì cái track 1 là cái chỗ mà chứa cái sóng nhạc của mình. Thì nếu mà các bạn để như thế này thì sẽ không thấy được cái sóng nhạc. Cho nên mình sẽ lôi cái này lên trên track 2. Sau đó mình kéo cái này xuống track 1. Các bạn thấy nè. Mình sẽ kéo cái thanh trượt này qua để các bạn thấy được sóng nhạc nè. Rồi, các bạn có thể kéo cái hình này ra tới hết bài hát luôn. Đó. Thì các bạn thấy sóng nhạc nó sẽ chạy như thế này. Mình có thể lay thử nè. Thế thì các bạn thấy là với cái cách mà mình hướng dẫn này á, thì ai cũng có khả năng tạo ra một cái video sóng nhạc để các bạn có thể kiếm tiền trên YouTube. Thì các bạn chỉ cần đưa cái file âm thanh vào cái file HTML5 của mình thôi. Thì mình đã để sẵn cái file ở dưới cái phần bình luận rồi. Các bạn lát nữa các bạn cứ việc download xuống thôi. Sau đó các bạn cứ chèn cái âm thanh vào, các bạn quay hình lại. Rồi các bạn vào Camtasia, các bạn sẽ canh chỉnh làm sao cho nó đẹp. Thì các bạn đã có được một cái bản nhạc ưng ý ha. Thì cái video này á, cái phần đầu thì mình quay theo bản nhạc thì nó sẽ từ nhỏ cho tới lớn nè. Nó sẽ rất là ok. Tuy nhiên cái phần cuối này đó là mình ngắt giữa chừng. Cho nên nếu như bạn nào mà xài nguyên một cái bản nhạc luôn á thì ok, chẳng vấn đề gì. Nhưng bạn nào chỉ xài có một đoạn thôi á thì chỗ này nó ngắt rất là đột ngột nè. Các bạn thấy không? Thì như vậy á, cái người xem người ta nghe người ta rất là khó chịu. Thì các bạn có thể vào cái mục mò. Các bạn sẽ chọn cái mục là Audio Effect, tức là hiệu ứng âm thanh này. Các bạn sẽ chọn cái mục là Fade Out này. Các bạn kéo nó xuống. Thì cái âm thanh này nó sẽ từ ở chỗ cao này, nó sẽ giảm nhẹ xuống, nó kết thúc. Thì người nghe người ta sẽ cảm thấy rất là dễ chịu. Sau khi mà các bạn đã biên tập xong rồi á, thì các bạn kích vào nút Share. Các bạn chọn cái phần là Local File. Các bạn có thể chọn cái chất lượng của video, ví dụ như là 720p. Sau đó các bạn nhấn né tới thôi, nó hỏi các bạn lưu ở đâu. Các bạn cứ việc đặt tên theo cái chuẩn SEO thôi, theo cái cách mà các bạn đang SEO từ khóa đó. Sau đó các bạn nhấn hoàn thành, thì lúc này nó sẽ xuất ra một cái video. Các bạn cứ việc up lên YouTube và bật kiếm tiền thôi ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn nhớ subscribe kênh ủng hộ mình và để lại những bình luận bên dưới video ha. Chào các bạn.